Xuất phát từ thực tế, ở một số địa phương, người nông dân không còn mặn mà với cây thanh long do hiệu quả kinh tế kém. Cách đây gần 2 năm, hợp tác xã Thanh Long Bình Tâm, nay là hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm thành phố Tân An đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng gốc, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Sau khi tham khảo đúc kết kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm thành phố Tân An quyết định phát triển mô hình trồng gốc vì có tính khả thi cao, nhẹ vốn nhưng lại khai thác được lâu trung bình trên 1.000 mét vuông đất, chi phí đầu tư ban đầu chưa tính hệ thống tưới tự động khoảng 15 triệu đồng, năng suất khoảng 1,5 tấn trong năm đầu và tăng dần qua các năm. Trồng thì cái cái tuổi thọ của nó thì khoảng tầm 10 đến 15 năm cho một cây gốc, mà trong khi đó chỉ có khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là nó đã có bông rồi, thì 4 tháng là nó có thể có trái, rồi 6 tháng mình thu hoạch lai rai rồi, rồi đến 8 tháng là nó bắt đầu thu hoạch ổn định cho nên và cái đầu ra của nó là cũng chủ yếu là thị trường trong nước cho nên cũng ít bị cái áp lực của mấy cái cửa khẩu với lại mình sản xuất theo cái quy hoạch đó chứ không có để cho mà trồng tràn lan thế là mình đảm bảo cái đầu ra bao nhiêu thì để mình bảo đảm bảo cái sức tiêu thụ cho bà con bấy nhiêu Ngoài chú trọng sản xuất theo quy hoạch, đảm bảo đầu ra và khả năng tiêu thụ cho bà con, Hợp tác xã còn hướng dẫn nông dân trồng gất theo mô hình VAC, trên gất, dưới cá, dùng dành đai thì trồng sen thêm loại cây phù hợp. Ít cần ánh sáng, vừa cải thiện thu nhập, vừa dễ áp dụng các biện pháp sinh học để canh tác an toàn. Lợi thế của quả này là có thể lấy ruột cấp đông và bán lại không bị mất giá. Khoảng 3 đến 3,5 kg quả tươi thu được 1 kg hàng cấp đông. Cây gất này thì so với các cây đồng khác thì nó rất là dễ trồng. Tại cây này nó có tính cây con giả. Hơn nữa là nó mau thu hoạch, mau lấy giống lại. Bỏ vốn ra ít, rồi cái thời gian chăm sóc thì nó cái dài, là khoảng trên 10 năm. Rồi một cái nữa là nó có cái lợi thế cho người dân ở dưới quê, đó, tức là khoảng 4-5 ngày là bán lần, 4 ngày bán lần, giống như trồng rau rau cải. Thì cái lợi thế này nó phù hợp với người dân hiện nay. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Tâm có 17 trên 23 sạp viên trồng gấc diện tích trên 5 hectare, chủ yếu ở khu vực Bình Tâm và các địa phương lân cận hợp tác xã đang tiếp tục tập hợp các thành viên có nhu cầu muốn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây gất để lên phương án sản xuất phù hợp. Hiện nay nông dân thì trong quy trình canh tác người ta còn dần còn dùng còn bị những cái trở ngại nhiều trong cái chuyện sâu bệnh, trong cái chuyện nâng chất lượng trái, vân vân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục với cái góc đầu tư vấn về kỹ thuật để tiếp tục khai thác cái đó và ứng dụng nhanh những cái sản phẩm sinh học, những cái hữu cơ hóa để nâng cao cái hiệu quả của trái 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 đất này cái yếu tố thứ hai là tiếp tục mà kết nối với cái hệ thống của các viện trường để chúng tôi tìm hiểu thêm những cái khoa học kỹ thuật cái điều mà chúng tôi tâm đắc ở cái mô hình hợp tác xã này đó là hiện nay tinh thần hợp tác của những người tham gia mặc dù ít nhưng họ hợp tác rất tốt tuân thủ những cái bàn với cái 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 đề xuất của hợp tác xã và họ làm cái theo hướng xuông dịch vụ Quả gất có hàm lượng caroten cao, được dùng đa dạng trong ngành thực phẩm, dược phẩm hay tái dược, thuốc bảo vệ thực vật. Với những triển vọng đó, hướng tới, hội làm giường còn ứng dụng cấy mô để nâng cao chất lượng giống, đồng thời kết nối với Hiệp hội Trang trại Nông nghiệp Việt Nam, tìm đầu ra ổn định, phát triển bền vững loại cây trồng này trên đất Long An.